Vâng, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Zika Audio Mình Số. Vâng, hôm nay Zika Audio Âm Thanh Số có nhận được đơn của bác Hóa ở Hà Nội. Vâng, bác Hóa có chọn cho mình một bộ karaoke gia đình rất là chuyên nghiệp. Vâng, gồm một cái lời tối, một cái lọc, lọc DBX 231 mặt đen 62 phần gạt. Vâng, và một cái đề công suất liền vang Jaguar, bị mã của nó là Kia 602. Vâng, cái đẩy công suất liền vang này là thế hệ mới, tích hợp rất là nhiều chức năng. Đầu tiên đây là cái mặt giao diện phía trước này. Giao diện phía trước thì gồm rất là nhiều các cái phím chỉnh. Vâng, thì đây giờ cháu sẽ giới thiệu chi tiết ạ. Thì đây là hàng mới, công nghệ mới. Đầu tiên đây là cái mic này, mic volt này là to nhỏ của mic này. Đấy, to nhỏ của mic. Còn đây là music volt này. Đây là to nhỏ của nhạc đấy ạ. To nhỏ của nhạc. Đây ạ. Đặc biệt là cái này ở các cái phím to nhỏ của mic và của phần âm nhạc được thiết kế cái đèn màu xanh phía trong rất là đẹp. Đây, kể cả những cái chữ của VCD này, các cái tín hiệu đầu vào cũng là được thiết kế màu xanh rất là đẹp. Đây được tích hợp những cái đọc USB này, đọc cả thẻ nhớ này. Đấy, rất là nhiều tính năng và cái này có thể bắt được Bluetooth nhé. Bác nhé, có thể bắt được Bluetooth. Cái đẩy công suất liền vang này nó rất là khỏe, chạy 12 giò rất là khỏe. Đây là cái đôi lan noi bác đã chọn nha, đôi lan noi bát 30 công suất tương đối lớn mà nó có thể kéo được. Đây chiều trầm đúng không nhá, mới chỉ là đôi loa thôi ạ, là cái giải âm rất là rộng và sâu. Giờ mình cháu đang test cho bác trước khi gửi đấy ạ. Hiện tại cái đôi lan noi này bên cháu hiện tại bán rất là chậm, thì sở hữu trong mình một cái công nghệ mới, nhìn cái dáng rất là cổ điển thôi, nhưng trong thân mình của nó có một cái sức mạnh của những công nghệ mới được tích hợp, vừa nghe nhạc vừa hát karaoke rất là tuyệt vời. Thì bác có đặt bên cháu một bộ karaoke gia đình thì bên cháu có tặng cho bác một cặp mic Support SM3000 đấy ạ. Rất là đẹp, nó bằng thép nguyên khối, gồm cái DBX 62 cần gạt, cái đẩy công suất liền vang Jaguar PA602 cũng là công nghệ mới. Vâng, trước tiên thì cháu thay mặt công ty Zika Audio Âm Thanh Số thì cảm ơn bác đã ủng hộ, tin tưởng và ủng hộ sản phẩm bên Zika Audio nhé. Vâng, cháu nghĩ bác đặt một cái bộ combo này bên cháu thì thực sự là với cái mức giá như thế này thì nó không quá đắt để sở hữu. Và bác bộ bày một cái bộ này trong gia đình mình thì thật sự là nó góp thêm cái vẻ đẹp của cái không gian nhà bác rất là nhiều. Và đôi khi là bác không nghe nhạc, bác cũng thể để thành một cái đồ vật trưng bày rất là sang trọng. Mà khi bác mở nhạc và bác hát karaoke thì nó mang trong mình một cái chất nhạc đầy sức sống, nghe rất là dễ chịu. Con cháu bán hết bao nhiêu đôi tano này rồi vì chất lượng nó rất tốt, mà giá thành rất là hợp lý. Kể cả trong Nam ngoài Bắc, bên cháu cũng ship toàn quốc rất là nhiều. Vâng, thì đây là tổng thể một cái bộ karaoke gia đình mà bác đã chọn. Không cần quá nhiều thiết bị phụ trợ khác, chỉ cần một cái đẩy công suất liền vang Gia này, và một cái lọc DBX 231 mặt đen này, và một đôi loa Tannoy bản thương mại, tất cả đều loại 1 này, thì bác có thể có một bộ dàn rất là chuyên nghiệp và rất là pro. Vâng, bác cứ tưởng tượng là một ngày bác đi làm mệt mỏi, bác được nghe chất âm sạch sáng của một bộ dàn karaoke chuyên nghiệp mà hay như thế này thì cháu nghĩ là một mệt mỏi là sẽ tan biến hết. Bát 30 làm phía trên cho giải âm rất là rộng, gồm hai chép một chung. Đây là cái dòng loa ba đường tiếng bản thương mại. Việc
đằng trước là mặt e căng lụa thì một bên cháu đã tháo ra để cho bác nhìn thấy cái giao diện phía trong mặt e căng. Đây cháu sẽ quay phía sau cái cách đấu ghép của cái bộ này nhé bác nhé, để cho bác dễ đấu ghép. Đây bác nhé, đầu tiên là cách kết nối này, là một cái đầu lọc xì đầu tiên này. Cái lọc xì là cháu đấu đầu tiên, xong đó xuống cái đẩy công suất liền vang GA PA602 này. Đây là tín hiệu vào cho lấy từ máy tính nhé, đây là tín hiệu đầu vào đây này, cho lấy từ máy tính. Hoặc là bác có TV mà nó có cái cổng kết nối của cái jack điện thoại ấy ạ, jack 1.5 ấy ạ, thì bác kết nối vào đây, đây là tín hiệu đầu vào này. Đây input ấy ạ, bằng jack Canon Java Sen hoặc là JAV đấy ạ. Đây input, đây input này, thì cháu đấu đây, đây tín hiệu đầu vào đấy ạ. Đây, sau đó bác cũng bằng jack Canon Java Sen, bác đấu xuống cái đẩy công suất. Hai tín hiệu ra bác nhé, đây là hai tín hiệu ra này. Đấy, sau đó bác đầu xuống cái đẩy công suất liền vang này, đấy nó hơi lằng nhằng thì bác, phía sau nó hơi nhiều dây. Đây bác đưa vào cái cổng VCD này, đấy. Đây là có bốn tín hiệu đầu vào, có bốn cổng, thì bác cắm cổng nào cũng được. Đấy, đằng sau có hai mic nữa này, là bốn mic, cái này có bốn mic. Đấy, đây là cái quạt tản nhiệt này, quạt làm mát này. Đây là có bốn cầu loa. Bốn cầu loa thì bác đấu cứ một cầu đỏ đen, một cầu đỏ đen là ra được một đôi loa Patanoi của bác rồi ạ. Đấy, bác chỉ cần một cái lọc này, một cái đẩy công suất liền vang này, và một đôi loa Patanoi và một cái mic là bác có bộ dàn karaoke rất là ổn. Vâng, bây giờ sau đây cháu lại quay ra phía trước để cho bác nghe và bác đánh giá nhé, và bác xem cái bộ của mình nhé. Chào Audio Minh Số sẽ test một đoạn nhạc karaoke với bộ karaoke gia đình gồm loa Tanloa Bass 30, một cái để công suất liền vang Jaguar 602 và một cái lọc xì DBX 231 mặt đen. Vâng, kết hợp với một cái mic có dây Tubot SM3000. Anh sẽ vì em làm thơ tình anh, anh sẽ gom mây kết hình lâu đài, đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôn lên làn tóc, đợi một lần không gian đổi mới đón hai đứa chúng ta mà thôi. Tình tú trời cao thành vương miền xa, khai lễ đăng quang vũ trụ trong đèn, hoàng hậu về cao sang quyền quý, đẹp nụ cười quân vương vừa ý, và lâu đài mang tên tình ái đón hai đứa chúng ta mà thôi. Em ơi lâu đài tình ái đó chắc không có trên trần gian, anh đưa em vào bằng tiếng hát chắc đôi cánh như thiên thần. Em ơi lâu đài tình ái đó sáng trong ánh đinh cầu xa, cho dù nghìn năm qua bạn vẫn vương đôi hồn hoa. Vâng, mic Tubot SM3000. Cho mắt em xanh đến tận muôn đời, chuyện tình mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tối, đi lâu đài mang tên tình ai đón hai đứa chúng ta mà thôi.
sẽ vì em làm thơ tình ai. Anh sẽ gom mây kết hình lâu đài, đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôn lên làn tóc, đợi một lần không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Tình tú trời cao thành vương miền xa, khai lễ đăng quang vũ trụ trong đèn, hoàng hậu về cao sang quyền quý, đẹp nụ cười quấn vương vừa ý, và lâu đài mang tên tình ái đón hai đứa chúng ta mà thôi. Em ơi lâu đài tình ái đó chắc không có trên trần gian, anh đưa em vào bằng tiếng hát trong đôi cánh. Cho nên cho dù nghìn năm qua con vẫn vương đôi hồn hoa. Vâng, sau khi bên cho test một đoạn nhạc karaoke để trải nghiệm cái bộ karaoke gia đình rất là đầy đủ với đôi loa Tannoy Bass 30 và một cái công suất liền vang Jaguar 602 cộng một cái lọc thủy DBX và có kèm theo một cái mic robot FM3000 thép nguyên khối rất là chắc chắn. Ở bên cao đường mình đánh giá rất là cao về cái bộ dàn karaoke này của bác Hóa ở Hà Nội. Bác Hóa. Vâng, cho tép một đoạn nhạc có lời để bác đánh giá nhé. Đây sức sống.
cái một cái bộ karate mình của bác thì bên trong đánh giá rất là tốt nhá, và hiện tại bây giờ bộ của bác là hoạt động rất là ổn định, vâng rất là tốt, không có lỗi lầm gì thì bên cháu sẽ đóng gói và gửi cho bác nhé, hoạt động rất là hoàn hảo. Đến bên cho đánh giá cái bộ này của bác là thứ nhất cái chất âm của nó rất hay sáng, và đặc biệt cái giải bát nó rất là sâu êm rồi dễ chịu, giải chép thì rất là tách bạch nhưng giải lời thì rất là rõ ràng, nghe rất là trung thực và sống động, nghe tách bạch mọi thứ luôn, nghe rất là dễ chịu. Vâng, một lần nữa thì cháu cảm ơn bác nhé, bây giờ sẽ đóng gói cho bác đây ạ, và cùng cháu chúc bác và gia đình luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc ạ, chúc gia đình bác luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống ạ. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại ạ.